Cận cảnh Lamborghini có un tách hơn 61 tỷ đồng mà Minh Nhựa đặt gạch. Câu chuyện về việc tay chơi siêu xe Minh Nhựa muốn tậu Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 bản sản xuất giới hạn 112 xe trên toàn cầu, giá khởi điểm từ 2,64 triệu USD, tương đương khoảng hơn 61 tỷ đồng, đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe trong nước. Chính vì thế, thông tin về mẫu siêu xe Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 đã được nhiều độc giả mong muốn chúng tôi tìm hiểu. Với việc chỉ có 112 chiếc siêu xe Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 được sản xuất trên toàn cầu, vì thế, khách hàng mua xe đều muốn làm sao để chú bò tót của mình trở nên nổi bật hơn hẳn. Và mới đây, hình ảnh về một chiếc xe Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 đã ra lò với trang phục xanh thiên thanh, có thêm ánh kim khi nắng chiếu vào, đã khiến không ít người yêu xe mê mệt. Được biết, mỗi chiếc Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 ra đời sẽ do bộ phận cá nhân hóa của hãng xe ý tạo ra màu sơn theo yêu cầu của khách cũng như màu da nội thất. Ngoài màu xanh ánh kim, có un tách LPI 800 đến 4 này còn có vô số chi tiết carbon ở ngoại thất để tạo điểm nhấn, vừa mang đến trọng lượng giảm cân đáng kể. Được phát triển dựa trên Lamborghini Aventador, nhưng siêu xe Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 lại lấy cảm hứng thiết kế từ có un tách đời đầu. Những tấm ốp thân vỏ bằng sợi carbon trên xe là hoàn toàn mới, nhưng lại có thể kể câu chuyện xuyên suốt hai thập kỷ, từ năm 1971 đến 1990, của dòng Lamborghini có un tách. Xe sở hữu thiết kế tổng thể hình cái nêm với những bề mặt góc cạnh và cửa cắt kéo. Đây đều là những đặc điểm đã được giới thiệu trên mẫu xe concept Lamborghini có un tách LP500 do Marcello Gandini thiết kế vào năm 1971. Những đặc điểm này cũng được giữ lại trên siêu xe thương mại Lamborghini có un tách LP400, ra mắt vào năm 1974. Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 được trang bị cụm đèn pha hình thang, đầu xe phẳng và hốc gió hình chữ nhật giống với có un tách LP500QV, Quattro Volvo, 1985. Ngay cả hốc bánh hình lục giác của siêu xe này cũng giống với Lamborghini có un tách LP500QV 1985. Nằm trong hốc bánh này là bộ vành có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch đằng sau, đi với lốp Pirelli P0 Corsa. Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 sử dụng hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 769 mã lực. Động cơ này đồng hành với motor điện 48V, bổ sung 34 mã lực, nằm bên trong hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tổng cộng sức mạnh của siêu xe Lamborghini có un tách LPI 800 đến 4 có công suất lên đến 803 mã lực. Siêu xe này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,8 giây, không đến 200 km/h trong 8,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h.